tụ 150 cụ cho Innova nhá, anh em nhá. Đây đầu tiên là màn liền gamma 60 siêu nét này. Đó, anh em nhìn chưa? Đó, xi nhan phải, xi nhan trái, đằng trước, đằng sau. Đó, siêu nét luôn. Ok anh em, đây là màn hình chính này. Vuốt này, ok. Bản đồ cảnh báo tốc độ cam vân nguội này. YouTube này, có đủ hết luôn anh em nhá. Đây. YouTube này. Đấy. Tăng giảm âm lượng này. À, full luôn này, đây. Quá xịn luôn, đây con này bưởi in quá đẹp anh em ạ. Nhìn như zin luôn anh em, nhìn dựng bóng này. Tiếp theo nữa là một con này có bản 360 rồi nhưng mà vẫn thay 360 để khách khi mà sinh nam nó lên anh em nhé. Đấy, còn bên này là mình sẽ làm thêm cả cửa hít này. Cửa hít là lắp zin 100% này. Đấy, anh em đặt vào phát này. Đấy, nhìn này. Đấy, cửa tự hít, tự kéo vào này, đây anh em nhìn. Cửa thì kéo vào luôn. Đấy, full đủ hết luôn này. Gamma 60 cũ vẫn để nguyên anh em ạ. Đấy, hybrid luôn. Bản cao nhất luôn. Và mình dán chống ồn full xe anh em nhé. Đây anh em nhìn này, chống ồn màu xanh xanh ấy. Đấy, này, anh em mình gõ này. Rất là chắc luôn. Đấy, bịu. Gõ này. Quá chắc luôn anh em ạ. Đấy, bước chân luôn này. Màu xanh xanh này. Đấy, bên này là mình có cả bi gầm nữa. Trên này thì mình độ bi gầm này. Bắn mây gầm 2.0 pin. Đây là camera 360 cam trước này, siêu đẹp luôn. Đấy, bên này đi gầm này. Đấy, bên này thì cam bên này đây hybrid mà cao nhất luôn. Anh khách vẫn độ gần 150 triệu nó đây. Đây là cam bên này nhá. Đây còn đây là mắt gương. Đấy, con này là thiếu mũi là dán BFM ngoại thất nữa thôi. Còn đâu là chống ồn thì chống ồn là full xe luôn anh em ạ. Đấy. Đấy, ok. Đấy, anh em nhìn tổng thể này. Xong ok chưa? Đấy, độ nó quá kinh khủng luôn. Đấy. 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 À, sàn rồi là ghế này. Dán full pin cách nhiệt 3M Crystalline full tương gia luôn. Dán BBS full xe luôn. Đấy và led cốp này. Đấy, anh em nhìn led cốp chưa? Đấy và đèn ở dưới luôn này. Đấy. Và đèn ở dưới anh em nhìn. Cái đèn hậu liền cuối mạch luôn, nhiều lích sợ anh em ạ. Đây nhìn này. Đấy, chất chưa? Đấy. Có cả led xi nhan ở dưới luôn. Đấy, đèn G gấp 360 này. Đó, cam hành trình M1 này. Đó, rất là nhiều đồ luôn. Đó, đây là đồ zin mình trả tặng anh khách nha. Đây là led cũ zin này. Đó, nó thay bộ led này. Đây anh em mình. Đầu tiên là nó sẽ không có sáng được nha. Bây giờ mình sẽ thay cho nó sáng lên được. Đó, và cái ốp này cũng thế. Đó, ok anh em. Con này là có điện rồi. Đấy, bậc chân, bậc phân chân Innova Cross này. Đấy, cửa hít này anh em thả nhé. Thả hít này. Đấy, ok luôn. Đấy, thả bắt đầu hít này. Đấy, cứ thả bắt đầu hít thôi. Đấy, ok. Đấy, lần này lưu thất thì mình chỉ lộ riêng màn hình được. Gắn ốp tay nắm cửa thôi. Đấy, và con này mình có độ là một dàn loa Poco cắm zin anh em. Đấy, anh em nghe âm thanh nó khác gọn luôn. Đây là một dàn loa Poco cắm zin cho tất cả anh em. Và mình dán cả nóc đen trên này này. Đấy, nhìn khủng bố chưa. Đấy, nó tông sợi tông anh em ạ. Đấy, đèn này nhiều lích sợt luôn. Đấy, ok anh em. Chân này, tự nhiên là mình thả này. Đấy. Đấy, ok. Đấy, chỗ này là sẽ có mình độ thêm cả làm mát ghế cho anh khách nha. Làm mát ghế chỗ này này. Đó. Chỗ này là bàn điện này anh em nhìn này. Đấy, nắng. Có thể ra lệnh giọng nói đủ tất cả trên này luôn. Đấy. Đủ hết. Này màn EV. Đấy, cam hành trình M1 anh em nhé. Đấy, âm thanh là siêu hay luôn cho anh em nghe âm thanh nha. Đấy, màn hình là siêu nét luôn. Đấy. Ok anh em, nghe âm thanh hay chưa? Thay lại toàn bộ dàn Poco nhá. Ok anh em. Đấy, quá tuyệt vời. Dàn trong một full xe, sàn xe cũng dán hết nha anh em nhá. Cánh cửa dán hết. Đấy, đủ tất cả luôn. Ok. Xin chào tất cả anh em nhá. Đây là gói độ cho Innova 2024.